Tiếng hát Phi Nhung và những giọt buồn buồn trên sân khấu, Bậu ơi đừng khóc đã khiến dàn sao Việt bật khóc. Đêm nay mưa rơi, mưa buồn đưa tiễn chị. Miên man câu ca, sớt ngọt nơi phố thị. Con gái Bến Tre có đi về nơi đâu? Ai cũng nhớ Nhung, thương Bậu về nơi đâu? Ca khúc mới sau khi được biến tấu vẫn giữ lại đoạn điệp khúc của bản gốc Bậu ơi đừng khóc. Bậu ơi em buồn chi những lời người ta gieo buồn đau. Họ nói xong rồi họ có bao giờ sống thay mình đâu. Cuộc đời sinh ra mấy ai chọn nơi bắt đầu. Thế nhưng mình luôn nhắc mình, sống cho nghĩa tình, sống cho bao người. Xong, có lẽ thắt lòng nhất chính là câu hát tiếng chị còn đây, người đâu mất rồi. Biểu cảm nghẹn ngào đến bật khóc của dàn nghệ sĩ khi nghe lại giọng hát của Phi Nhung. Việt Hương, Hồng Vân cùng những nghệ sĩ khác đã vô cùng xúc động khi giọng của Phi Nhung vang lên. Sau khi cố ca sĩ Phi Nhung ra đi, rất nhiều những giọt nước mắt đã đổ xuống vì tức thương cho giọng ca bông điên điển. Giờ đây, Phi Nhung vẫn luôn là cái tên hiện hữu trong lòng của khán giả Việt. Những bài hát của cố nghệ sĩ vẫn được người người nghe đi nghe lại và không khỏi bồi hồi, xúc động. Cho đến mới đây, khi xuất hiện trong một chương trình, dàn nghệ sĩ Việt lại một lần nữa khiến khán giả cảm thấy xúc động với những cảm xúc khi nghe lại bài hát của Phi Nhung. Cụ thể, khi giọng ca của cố ca sĩ vang lên, Việt Hương đã không giấu nổi sự nghẹn ngào. Sau đó, nữ nghệ sĩ cũng rơi nước mắt. Tiếp theo đó là những cái tên như Hồng Vân, Dương Triệu Vũ, Kim Tử Long cũng vô cùng xúc động. Ai nấy đều trầm ngâm và nghẹn ngào khi nghe giọng của Phi Nhung vang lên. Ngay sau đó, đoạn clip này đã thu hút sự quan tâm lớn từ cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, nhiều người cũng bày tỏ cảm xúc, cứ nghe là khóc hai ơi, nghe mà đau lòng. Nhớ cô lắm cô ơi, sáng sớm thì gặp rơi nước mắt, 2 giờ 33 phút khóc quá trời. Có thể thấy, dù đã ra đi, hình bóng của Phi Nhung vẫn mãi ở trong tim mọi người. Mỗi khi ký ức về Phi Nhung bất ngờ ùa về, khán giả đều cảm thấy vô cùng xót xa và có phần nghẹn ngào đến rơi nước mắt. Có lẽ Phi Nhung sẽ mãi tồn tại trong lòng khán giả và anh chị em đồng nghiệp. Bao nhiêu con người Việt Nam đã từng tiếp xúc với Phi Nhung, bao nhiêu đứa trẻ, bao nhiêu người con nuôi, bao nhiêu chuyến đi từ thiện, vân vân và vân vân. Và cuối cùng Phi Nhung mất cũng trong thời điểm đi làm từ thiện, cuộc đời sống cho bao người, sống cho xã hội. Đến lúc cuối cùng khi nằm xuống, hơi hơi đã tàn sức đã cạn nhưng cô ấy vẫn cất lên lời ca, Bậu ơi em đừng khóc và chấm hết trong một khoảng tiếc thương vô hạn. Phải bao nhiêu bút mực để kể hết lại những gì cô ấy đã làm cho dàn trẻ thơ, đàn con nuôi nói riêng và con người Việt Nam nói chung. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hãy để lại bình luận cảm nhận của mình về con người cô ấy nhé.